Rồi, hello, hello, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh AS Mobile, và mình đã thấy một thằng rồi, hai thằng luôn, Nào, gì đây, ok, nào rồi, ok, tiếp tục nào. Nào, làm gì, chạy đi đâu con dươi này, này thì cầm cung nè, thấy chưa? Chết luôn, chết luôn nè. Đậu xanh, đậu phộng. Đưa cái đầu đây, à, thằng kia, thằng này. Đưa cái đầu đây, không, các bạn thấy chưa? Kelly mà gắn thêm kỹ năng của Kla vô thì bao mắt, mắt sướng luôn nha các bạn. Đấm một phát chết luôn. Một phát thôi, mình chỉ cần lấy máu thôi. Máu và giáp ở kia. Nào, còn ai không? Ui, nó đang bắn nhau kìa, kinh khủng chưa? Này thì bắn nhau nè, đợi AS qua nhá. Này thì bắn nhau, đâu rồi, này này thì đánh nhau nè. Ngon chưa, cầm sọc gun đó các bạn ạ. Này thì một phát vào đầu, nó tưởng mình hack rồi. Tiếp tục, Nào, còn ai không? Còn không, còn không nào. Nào, ra đi. Khốn nạn. Ra đi, máu nè. Bảo lô 2 không cần đâu, cần máu thôi. Hai thằng, hai thằng nha. Hai thằng bên này có ai không? Nào, phiêu quá, Này này thì cầm. Này thì bắn, này thì bắn. Thôi thôi thôi, bỏ màn rồi, chạy 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 là thượng sách. 36 kế chạy là thượng sách. Ôi, bên đây cũng có thằng nữa. Rồi rồi rồi, xong xong xong, thua 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 thua. Đợi đợi xíu, bơm máu cái đã. Ui, nó bắn nhau kìa, kinh khủng chưa? Kinh khủng chưa? Nào nào. Chuẩn bị nào. Đi thôi. Bắn nhau đi, nào, một thằng trên đây, ok. Chạy đi đâu? Skin né đạn này các bạn. Né đạn à, không. Làm gì? Này này. Này thì nóc nè, ok. Còn thằng, Ơi ơi, thôi 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 anh ơi. Thôi thôi. Thôi nào 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 nào. Rồi xong. Liền luôn. Thôi tiếp tục series. À, thanh niên, áo trắng, nào. Nào, tới đây, tới đây đi. Một phát thôi, Này thì chạy nè, ok. Nào, còn, này, này rồi, ok, hai thằng luôn, ngon phết nha. Thanh niên áo trắng đâu rồi? Bò lên đây làm gì? Cần gì bò nữa? Cô gái. Nào, chúng ta hãy chúc mừng ơi. Tem, bạn đâu rồi? Vô đây, kêu tem bạn vô đây nào. Kêu vô đây, vô đây cứu nè. Rồi, một tên chết rồi. Rồi, anh ta vẫn đang bò, cố gắng bò. Bò tới đây, dứt cho đấm luôn nè. Này thì tới nè, bật ngựa luôn. Ok. Tiếp tục. Trong nhà, này 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 này. Chạy, chạy đi đâu, where your hand. Nào nào nào, chạy đi, chạy cho nhanh vào. Đúng rồi, chạy đi, chạy nè, ở kia, đấm đấm hụt luôn rồi. Đầu phòng nó, nó dừng lại kìa. Này thì chạy. Thêm một viên nữa thôi, một phát nữa thôi, trời ơi. Nào. Ok. Rồi chúng ta sẽ quay lại với series tiếp theo, đó là nhảy kho quân sự. Này thì thanh niên áo xanh. Đứng lại, thằng khốn nạn này, đứng lại.
lụm súng này một phát vào đầu. Vâng, khá là mạnh nha các bạn. Kêu bộ mày tới đây cứu, bộ mày tới đây cứu đâu? Đâu rồi, đâu rồi? À, thanh niên quần đỏ. Quần đỏ là chứng tỏ là à, tới cứu đi, bò cái gì mà bò nữa. À, thanh niên bò. À, quần đỏ à, cứu đi đó, cứu bạn này kia. Ok, nó để cho thằng này nó chết à? À, thằng này bò ra đây để cứu hả? Từ từ nha, không dễ đâu. Ủa đâu rồi? Ơ à, chết luôn à. Thành niên quần đỏ nè, quần đỏ nè, quần đỏ nè, cầm cái gì vậy? Gì vậy? Phóng lựu à? Chạy đi đâu con dươi này? Con dươi này. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đằng trời với bố nha. Chạy đi đâu? Ui phóng lựu kìa, kinh chưa, rồi xong nóc luôn. Bồ đâu? Bồ mày đâu? Bồ mày xuống đây. Kêu bồ xuống đây. Kêu bồ thơ xuống cứu đi. Nào, không ai cứu à? Ờ, thanh niên. Niên bò trong tội nghiệp. Bất lực, cái này là bất lực nha các bạn. Bất lực rồi. Anh ta đã cảm thấy bất lực. Ủa, mình nghe tiếng bước chân là... Làm gì? Làm gì? 37 máu nha, làm gì? À, thanh niên gì đây? Phốc hả? Phốc nè. Rồi, thêm 37 máu rồi. Ok, còn anh ta chỉ còn 120 thôi, 120 thôi, 130 thôi, 130, 136 máu. Chạy đi, đúng rồi, chạy cho nhanh vào. Không tha đâu nha, chạy nhanh vào. Chạy vào, sao chạy lại cái ly được? Ok, hụt. Đậu phòng nữa. Hụt rồi. Tiếp tục nào. Sao chạy lại cái ly được? Một đấm này, ớ kia. Nào, đúng rồi. Này thì chạy, ớ. Đậu xanh, rau má, đậu. Đậu phộng, đậu đũa, đậu đen, ớ kia. Này trơn như cục xà bông vậy trời. Này thì chạy, ớ. Đậu phộng nữa. À, ba lô ba này. Bỏ ba lô ba ra, bỏ giáp ra, thằng này. Này, khốn nạn này thì đua chạy marathon rồi. Giành cúp huy chương vàng với tao hả? Ừ, một phát ngay đầu nè. Canh đi, chạy thẳng đi đúng không? Chạy đậu xanh đó. Này. Mệt ghê. Ừ, nó chỉ vứt ba lô ba ra thôi, vứt giáp ra luôn kìa. Khổ thân tôi. Dí cái thằng này dí từ bên kia dí qua bên này luôn á. Khốn nạn. Đúng rồi, chạy đi, chạy cho nhanh vào. Đúng rồi, mất máu rồi nha. Nào. Này thì lụm súng nè. Bỏ khẩu súng xuống. Bỏ không. Bỏ xuống không. Thằng này nhây ghê. Nào, chạy đi. Ai chạy nhanh hơn? Tớ chạy nhanh hơn nha. Bỏ khẩu súng xuống. Mày dám móc súng ra hả? Ơ, thằng này dám bắn mình kìa. Khốn nạn này. Mày bắn ai? Này thì bắn này rồi, ok. Ui, gì nó mệt quá. Khổ thân tôi. Coi kìa, tội chưa? Nào, làm gì vậy? Đau bụng à? Ơ, đau bụng kìa. Thôi, đau bụng. Thanh niên đau bụng nhất của năm đây rồi. Vâng, anh ta đang đau bụng. Bất lực. Anh ta đang bất lực vì đau bụng. Này, tiêu chảy cấp rồi. Thanh niên. Làm gì thế? Đây là những hơi thở cuối cùng của anh ta. Vâng, anh ta đã nằm xuống như một vị thần. Chúng tôi thật không thể tin nổi là anh ta đã nằm xuống. À, chị gái áo hồng đây rồi. Chị áo hồng ơi, chị áo hồng nè.
Thốn thốn là thốn là đã không? Đã chưa? Đã chưa? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với lại là kho quân sự. Kho quân sự này các bạn cầm súng đã chết rồi. Huống gì là tay không? Thì bây giờ mình sẽ tay không á. Thanh niên làm gì đây? Thanh niên gì đây? Ma sim 50 máu. Ma sim gần chết rồi, anh ta gần chết, anh ta gần tới, anh cha chạy kìa, chạy kìa. Úi cha chạy kìa. Này thì chạy nè nha. Này làm gì, làm gì? Làm gì? Đưa cái đầu đây, đưa cái đầu đây. Này làm gì nè? Tay không bắt cọp nha. Một tay bắt con cọp, một tay bóp con cọp, một tay bắt con cọp, một tay bóp con cọp, một tay bắt con cọp, một tay bóp con cọp, một tay bắt con cọp, một tay bóp con cọp. Ghê không, các bạn đọc được vậy không? Dưới kia đang bắn nhau xối xả kìa, xuống góp vui đi, xuống góp vui nào, góp vui nào nào, xuống góp vui nào. Thanh niên áo tím, à thanh niên áo xanh, thanh niên áo xanh làm gì đây, thanh niên áo xanh làm gì đây, áo tím áo xanh, à thanh niên M14 M14 này 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 ở kia, kia. Thôi 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 thôi, bỏ mạng rồi, bỏ mạng rồi. Thôi 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 anh ơi, thôi anh ơi. Rồi còn 49 máu mà thôi. Tem mày đâu, tem mày đâu, tới đây luôn, tao cần tem luôn. Đậu phộng, đậu xanh, đậu đũa, đậu đen, đậu đỏ, đậu Hà Lan. Tới đây, tới đây, tới đây, tem đâu, tem đâu? Tem mày đâu, tem mày đâu? Ui, rồi xong. À, khác tem, khác tem, khác tem. Lấy súng. Này thì lấy súng này rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Còn thằng nữa, còn thằng nữa đâu rồi? Còn thằng nữa đâu, đâu đâu? Ôi ơi, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Này, này, này thì cứu nè. Rồi xong rồi, xong 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 rồi nha, rồi clear luôn nhá. Các bạn thấy kinh chưa, kinh chưa, kinh chưa? Kinh chưa? Kinh không? Kinh không? Kinh không? Kinh nhỉ? Hết máu rồi, hết máu rồi. Không biết còn thanh niên nào ở đây không nữa. Phiêu quá. Rồi, hết máu luôn rồi. Nào, còn thanh niên nào ở đây không? Còn ai không? Cho một tín hiệu đi. Mình nghe bước chân ở xung quanh đây và tại sao không có nhỉ? À, cái gì đây? Cái gì đây? Thanh niên gì đây? À, nó chưa thấy mình, nó chưa thấy mình, nó chưa thấy mình. Nào, 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 lên đây, lên đây. Hay quá, nó chưa thấy rồi. Ok, chết luôn. Khô máu luôn. Rồi, xong. Thanh niên nhặt đồ. Nhỏ nhất của năm đi nhặt đồ và đã bị một đấm. Anh ta bị đau bụng rồi. Bồ mày đâu, bồ mày đâu, bồ mày đâu, tới đây đi. Kêu bồ tới đây đi. Vâng, anh ta vẫn đang bị đau bụng. Có thuốc đau bụng này anh ơi. Anh ơi, anh gì đó ơi, có thuốc đau bụng này, bò tới đây đi. Đây, thuốc đau bụng đây nè. Coi kìa, nhìn kìa. Nhìn kìa. Rồi, chơi văn mới nha. Bye bye. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với series. Series này là dí người. Vâng, thanh niên cầm súng và tôi nghĩ là anh ta đang trang bị cho mình rất là nhiều đồ. Và liệu rằng mình có giết được ông thanh niên mặc áo đỏ này không? Áo đỏ, quần đỏ. Chứng tỏ là ca ấy ấy rồi, bị bắn sau lưng rồi. Đậu phộng. Này thì bắn này. 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 Này, này thì bắn này, ok, xong 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 xong, chạy 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 là thượng sách. 36 kế chạy là thượng sách rồi, xong, hy sinh rồi. Hy sinh rồi, hy sinh rồi, khổ thân rồi. Liệu rằng có chết hay không các bạn hãy chờ xem nhé. Hãy chờ xem mình chết nhé. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiếp tục với series này. Là thanh niên. Vâng, thanh niên đồ thường. Đồ thường nè.
Mình ghét mấy cái thanh niên đồ thường này lắm nè. Ít ra cũng phải có cái quần để mang chứ. À mà nó đang mang quần mà. Này thì cầm súng nè, xong. Khỏe chưa? Đau bụng nè. Đau bụng rồi đúng không? Vâng, và tiếp tục là những màn đánh lén cơ bản. Này, thanh niên kia. Ơ kìa, nó thấy mình rồi mà. Này, ngồi đó làm gì vậy? À, Misa nè, ngon không? Vâng, còn thanh niên lái xe. Tới đây. Này, làm gì? Làm gì? Không sợ đâu nha. Thôi rồi, nó chạy rồi. Vâng, và đây là màn đánh lén cơ bản. Này, AK-47 151 máu. Vâng, anh ta không có máu. Tôi đảm bảo là thằng này không có máu nè. Đâu rồi, ba lô mày đâu? Đây. Đấy, thấy chưa? Vâng, và đây là quả bom cuối. Này, thanh niên này. Thanh niên này làm gì đây? Này. Này, sao quân mày đâu? Móc ra. Rồi, đau bụng nè. Ê, tao đau bụng nè. Mày đau bụng rồi nha.